Kính thưa quý vị đại biểu, sau đây ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương lên phát biểu kết luận diễn đàn. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, thì trước tiên là cho phép tôi là thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng như là ban tổ chức cái diễn đàn này, quả thật phải nói là xin chân thành cảm ơn từ đáy lòng mình đấy sự tham gia của các quý vị. Các quý vị không những là đã dành thời gian quý báu của mình, có những quý vị là từ rất xa xôi, từ những quốc gia khác, có những quý vị là từ những cái vùng miền khác của Việt Nam, nhưng các quý mà trong cái thời gian cuối năm rất là bận rộn, các quý vị cũng vẫn dành thời gian để tham dự cái hội thảo này. Và một vấn đề đặc biệt hơn nữa là hội thảo chúng ta là do cũng có một số các cái thay đổi về chương trình, cho nên nó kéo dài và quá dài. Thế nhưng mà đến giờ phút này vẫn thấy các diễn giả và các quý vị đại biểu còn ngồi lại và tâm huyết trình bày, như là lắng nghe, thì đó là thể hiện không những là cái sự quan tâm mà còn thể hiện cái tình cảm và trách nhiệm của tất cả các quý vị đối với cái việc phát triển kinh tế nhanh và bền vững của Việt Nam. Thì một lần nữa xin chân thành đánh giá rất cao và rất là cảm kích trước cái hành động đó của các quý vị, và chúng tôi xin cảm ơn sâu sắc. Như vậy là qua hơn một buổi thảo luận hết sức là sôi nổi, đầy tính chất xây dựng và trách nhiệm rất cao, thì có thể nói là diễn đàn của chúng ta đã kết thúc một cách thành công. Vấn đề đã đặt ra lớn nhất của chúng ta là phát triển kinh tế Việt Nam nhanh và bền vững. Thì tựu chung lại qua các ý kiến tham dự của tất cả các cái diễn giả cũng như các quý vị đại biểu, chúng ta có thể thẳng thắn đánh giá rằng là mặc dù trong 30 năm đổi mới, đất nước chúng ta cũng đã đạt được những thành tựu hết sức là to lớn. Nhưng để trả lời câu hỏi chúng ta đã phát triển nhanh chưa, chúng ta đã phát triển bền vững chưa, thì diễn đàn của chúng ta đã có câu trả lời khá rõ ràng là chúng ta phát triển chưa nhanh và chúng ta phát triển chưa bền vững. Bởi vì khái niệm nhanh và bền vững nó là khái niệm tương đối. Nhanh là nhanh so với cái gì, và bền vững là bền vững so với cái gì? Nếu như chúng ta so với cái mặt bằng tăng trưởng chung tại thời điểm hiện nay hay là trong vòng 10 năm gần đây, thì phải nói là chúng ta tăng trưởng rất nhanh, và chúng ta tăng trưởng khá ổn định như vậy thì cũng là khá bền vững. Thế nhưng mà chúng ta phải so với cái mà chúng ta mong mỏi tiến tới, cái mà những nước đi trước chúng ta đã thành công, thì so với các nước đạt được cái thành tựu hay là thành công trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta phát triển chưa nhanh và chúng ta chưa bền vững. Và đặc biệt là so với mục tiêu mà Đảng Nhà nước ta đã đặt ra trong suốt 30 năm đổi mới. Ví dụ một cái mục tiêu mà chúng ta đã được ghi vào trong nghị quyết, đó là đến năm 20, đất nước chúng ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Thì đến nay chúng ta thấy rằng rõ ràng mục tiêu này đến năm 20, mặc dù còn 3 năm nữa chúng ta mới đến năm 20, nhưng đến giờ phút này chúng ta cũng khẳng định rằng chúng ta cũng không đạt được mục tiêu đó. Thế có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta đã bỏ lỡ hay là chưa tận dụng một cách tốt nhất cái thời kỳ dân số vàng của đất nước chúng ta. Chúng ta cũng đã chưa tận dụng tốt nhất cái lợi thế của nước đi sau trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Giờ vấn đề đặt ra, chúng ta còn cơ hội không? Và cơ hội còn nhiều không? Còn lâu không?
Tôi xin khẳng định với các quý vị, chúng ta còn cơ hội, chúng ta còn thời gian. Nhưng cơ hội đó, thời gian đó không nhiều nếu chúng ta không hành động một cách quyết liệt, không hành động một cách trí tuệ, không hành động một cách bản lĩnh trong thời gian còn lại. Và nếu mà nói thẳng thắn hơn nữa thì chúng ta còn có khoảng từ 10 đến 15 năm nữa để chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ này. Vì qua phân tích của các quý vị, chúng ta đều thấy rằng là đến nay các cái nước thành công trong quá trình công nghiệp hóa thì họ chỉ mất khoảng 30 năm, và đặc biệt là trong thời kỳ dân số vàng của đất nước người ta, để người ta biến từ một cái nước nghèo trở thành một nước phát triển, thậm chí là một nước công nghiệp phát triển. Vậy nếu so với các kinh nghiệm của các nước và so với các chỉ số về phát triển kinh tế của chúng ta, đặc biệt là về năng suất lao động, thì chúng ta còn cơ hội khoảng 10-15 năm nữa để thực hiện cái nhiệm vụ đó. Thứ hai là chúng ta thấy chúng ta còn có cơ hội. Cái cơ hội đó có lớn không? Tôi cho rằng bây giờ là cơ hội đó khá lớn nếu chúng ta biết tận dụng. Chúng ta đang đứng trước một cái triển vọng phục hồi kinh tế của thế giới khá là mạnh mẽ. Chúng ta đang đứng trước cái cơ hội hội nhập kinh tế quốc tế rất sâu rộng. Chính cái hội nhập kinh tế quốc tế này nó giúp cho cái việc chuyển giao công nghệ và luân chuyển vốn trên toàn cầu để phục vụ cho cái mục tiêu phát triển của chúng ta. Và cái thứ ba là chúng ta đang đứng trước cái ngưỡng cửa của cái cách mạng về khoa học và công nghệ, đặc biệt nổi lên là cách mạng công nghiệp 4.0. Thì đó là những cái tiền đề. Nếu chúng ta biết tận dụng tốt thì chúng ta sẽ biến những cái thách thức mà tôi đã nói ở trên thành cái lợi thế. Thế như vậy là chúng ta phát triển chưa nhanh, chúng ta phát triển chưa bền vững so với mục tiêu chúng ta đặt ra. Chúng ta còn cơ hội, chúng ta còn điều kiện, nhưng chúng ta phải biết nắm lấy cơ hội đó một cách trí tuệ nhất, một cách bản lĩnh nhất và thực thi nó một cách quyết liệt nhất. Trong hội thảo ngày hôm nay, các quý vị cũng đã chia sẻ rất nhiều các khía cạnh để làm sao cho kinh tế của Việt Nam chúng ta phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Chúng ta vui mừng và ở một góc độ nào đó là chúng ta cũng tự hào về cái kết quả chúng ta đã đạt được năm 2017. Chúng ta cũng nhìn thấy một cách tương đối lạc quan về cái triển vọng kinh tế năm 2018. Thế nhưng chúng ta cũng thấy đặt ra rất nhiều các cái thách thức cho không chỉ cho năm 2018 và cho suốt cái quá trình phát triển tiếp theo. Chúng ta cũng đã bàn về cái tiếp tục làm sao duy trì cái ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục cải cách cái khu vực tài khoá, tiếp tục cải cách cái khu vực ngân hàng. Và đặc biệt là chúng ta phải tiếp tục đổi mới cái môi trường kinh doanh của Việt Nam, cải thiện cái môi trường kinh doanh của Việt Nam. Chúng ta phải tiếp tục tái cơ cấu các cái doanh nghiệp nhà nước. Chúng ta phải đẩy mạnh cái việc phát triển khu vực kinh tế tư nhân để nó thực sự trở thành một cái động lực quan trọng trong cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta đánh giá cao cái vai trò của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng chúng ta cũng thấy được cái hướng đi trong cái việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong cái thời gian tới, làm sao nó phải góp phần vào cái việc củng cố và nâng cao cái nội lực của nền kinh tế Việt Nam. Chúng ta cũng thấy rằng nền kinh tế của chúng ta hội nhập ngày càng lớn, thì như vậy cái tác động của các cú sốc ở bên ngoài cũng sẽ ngày càng lớn. Nếu không có cái nội lực này thì nền kinh tế sẽ không thể ổn định được, không thể bền vững được trước những cái biến động trên thị trường quốc tế.
Và cái điều này chúng ta cũng đã thấy rất rõ. Trong thời gian vừa qua, khi mà giá dầu thế giới lên hay là giá lương thực lên trong những cái năm 2007-2008 này đấy, thì chúng ta cũng là chao đảo. Rồi đến khi giá dầu xuống, giá lương thực thế giới xuống, chúng ta lại chao đảo một lần nữa. Thế thì như vậy, cái sức chống chọi của nền kinh tế với những cú sốc ở bên ngoài, hay nói một cái khác, cái nỗ lực của nền kinh tế không lớn, chưa ổn định và vững chắc. Thì tất cả các ý kiến tham gia của các quý vị đều là rất quý báu, và tôi cho rằng đều là rất xác đáng, thì giúp cho Đảng, Nhà nước Việt Nam có thể hoạch định và thực thi các chính sách cho năm 2018 được tốt nhất. Nhưng đồng thời, các cái kiến thức mà các quý vị đã chia sẻ với chúng tôi cũng sẽ là đầu vào để chúng tôi hoạch định ra những chiến lược dài hạn trong thời gian tới. Và cũng xin tuyên bố với hội thảo của chúng ta, diễn đàn của chúng ta, thì ngay trong cái quý 1 này, Đảng ta sẽ ban hành một cái nghị quyết về phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Để nhận diện cái nền kinh tế của chúng ta đã nhanh và bền vững hay chưa, và chủ trương đường lối của Đảng trong thời gian tới như thế nào để nền kinh tế của chúng ta tiếp tục phát triển kinh tế, phát triển nhanh và bền vững. Thì tất cả các kiến thức mà các quý vị đã chia sẻ với chúng tôi cũng sẽ là cái đầu vào hết sức quan trọng để giúp chúng tôi xây dựng những cái chiến lược như vậy. Hay là ngày hôm nay cũng rất nhiều quý vị cũng nói đến cái việc là làm sao chúng ta có thể phát triển công nghiệp một cách hợp lý nhất, giúp cho cái chuyển đổi cái cơ cấu kinh tế, thay đổi cái mô hình tăng trưởng trên cái cơ sở là tái cơ cấu lại nền kinh tế. Thì ngay trong tuần tới thì Đảng sẽ ban hành một cái nghị quyết về chủ trương đường lối phát triển công nghiệp của Việt Nam trong thời gian tới. Trong đó đánh giá rất là cao cái vai trò của cách mạng công nghiệp 4.0. Đó là để làm sao Việt Nam ta, như là giáo sư Thọ đã nói, vừa phải tận dụng tối đa những cái lợi thế của cái mô hình cũ mà chúng ta đang có, nhưng đồng thời cũng phải đón bắt những cái cơ hội sắp tới. Nó phải cân bằng được cả hai cái điều đó. Và trong quý 3 này thì Đảng ta cũng sẽ ra một cái chủ trương tôi cho rằng cũng rất là mạnh dạn. Đó là chủ trương Việt Nam tiếp cận và nắm bắt cách mạng công nghiệp 4.0, hay chúng ta nói cái nôm na mà giống như các nước đã ban hành là Việt Nam 4.0, tức là chúng ta sẽ phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta như thế nào cho phù hợp với cái xu thế của cách mạng công nghiệp 4.0. Và hiện nay trên thế giới thì nhiều nước cũng đã có những cái chính sách đó, như là Thái Lan chẳng hạn, hay như Nhật Bản cũng hạn, Nhật Bản thì là 5.0, vân vân. Thì đó là những cái chủ trương đường lối hết sức là quan trọng cho cái giai đoạn phát triển sắp tới. Một cái giai đoạn hết sức là bản lề. Nếu chúng ta không thành công trong giai đoạn này, thì chúng ta, mục tiêu chúng ta đặt ra trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại ngày càng xa vời. Và cái bẫy thu nhập trung bình mà chúng ta cứ nói từ trước đến giờ vẫn còn tranh luận có hay không có, có ở đâu, thì không những là nó có mà nó còn làm chúng ta xa lầy ở trong đó mất vài thập kỷ nữa. Thế như vậy, cơ hội có, thách thức có, điều kiện cũng không phải là không có. Nếu chúng ta biết tận dụng tốt, chúng ta có thể thành công. Với tinh thần lạc quan nhất, nhưng lạc quan không phải là chủ quan, tôi hy vọng rằng với cái sự nỗ lực của hệ thống chính trị của Việt Nam chúng ta, từ sự lãnh đạo của Đảng đến cái vai trò thực thi của chính phủ, cái vai trò xây dựng thể chế pháp luật của Quốc hội, sự đồng tình ủng hộ của xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, sự hỗ trợ tích cực của quốc tế, bao gồm các tổ chức quốc tế, các quốc gia nước ngoài, các doanh nghiệp, các cái tập đoàn quốc tế,
tôi tin tưởng sâu sắc rằng chúng ta sẽ nắm bắt tốt thời cơ vận hội, vượt qua mọi khó khăn thách thức để đạt được các cái mục tiêu đó. Thì thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố bế mạc cái Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị và xin hẹn gặp lại các quý vị tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam kỳ sau. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Kính thưa quý vị, như vậy là Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2018 chính thức khép lại. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã tham dự và ở lại cho đến tận giây phút này. Xin kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy hạnh phúc và xin được gặp lại quý vị trong diễn đàn vào kỳ sau. Once again, thank you very much for being with us in this forum and happy new year, and we are looking forward to meeting you in the next session.